Công ty điện máy Tân Bình chuyên bán máy làm kem tươi nhập khẩu Mỹ, Italia, những dòng máy làm kem cao cấp giá tốt. Những thương hiệu lớn như Taylor, Badmo, Aicho, vân vân. Có nhu cầu xin liên số Zalo trên màn hình hoặc truy cập website dienmaytanbinh.com. Công ty nhận sửa chữa những dòng máy làm kem tươi. Hình thức kinh doanh quán kem đã không còn xa lạ trong thời gian gần đây, để mang lại kinh doanh hiệu quả kinh tế cao là có cả bí quyết riêng. Việc đầu tiên để kinh doanh tốt, bạn cần phải lựa chọn một máy làm kem thật chất lượng và phù hợp với yêu cầu mà bạn đang dự định kinh doanh. Mỗi hình thức kinh doanh khác nhau sẽ có những chiêu thức thu hút khách hàng khác nhau cũng như yêu cầu về sản phẩm. Nhưng nhìn chung, ai cũng mong muốn tìm được một sản phẩm chất lượng tốt, làm kem nhanh, thơm ngon và phải đảm bảo được độ lạnh tốt. Việc lựa chọn máy làm kem tốt, bạn nên tìm mua những sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng, có chế độ bảo hành và bảo trì máy tốt. Sản phẩm phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cung cấp được đầy đủ thông tin chính xác về sản phẩm. Khách hàng nên tránh xa các sản phẩm của Trung Quốc giá rẻ nhưng chất lượng máy vô cùng chán, sau một thời gian sử dụng máy sẽ hư hỏng lần lượt các bộ phận. Theo như kinh nghiệm thu nhận được của nhiều người kinh doanh máy làm kem, đầu tiên mua máy làm kem bạn nên xác định được các vấn đề như sau. Xác định nhu cầu bản thân muốn kinh doanh loại kem gì, cần mua máy làm kem nào. Trên thị trường hiện nay có những loại máy kem nào, chọn máy của hãng nào là tốt nhất, nên mua máy làm kem ở đâu.